Xin chào cả nhà nhé, mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Hàng Bài Nhật. Video hôm nay em lên cho cả nhà hai chiếc bếp mặt kính siêu VIP của thương hiệu Zinna, của thương hiệu lâu đời rất nổi tiếng về bếp ga của Nhật Bản. Thương hiệu này lại có từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20. Trước màn hình của các bác là hai chiếc Zinna nhé, hai chiếc Zinna full chức năng, hai đồng hồ cực kỳ chất lượng. Một chiếc là full inox, gồm có bo viền, nắp khói, kiềng và nắp chắn dầu. Nó là đều full inox nhé. Con này là nó mang mã số là RTS62WK2R nhé. Đây các bác xem mã số của bếp này. Đồng hồ bên trái này, đồng hồ bên phải này, tất cả các tính năng full chức năng này các bác. Đó. Lò nướng của nó thì là hai tầng lửa rồi, vị nướng khá dày, vị nướng và khay nướng là inox khá dày nhá. Mặt kính thì là trong suốt để nhìn thấy bên trong khi các bác là nướng thức ăn. Còn này là sử dụng phím nhấn phản quang, này, có khóa trẻ em nhá, luôn. Lò nướng hai tầng lửa cần gạt đây các bác này, cần gạt đây. Kiềng của nó là kiềng inox, chất liệu inox, bo viền của nó đây, bo nắp khói cũng inox luôn. Đấy, bát của nó là bát nhôm nhá, bát chia lửa là bát nhôm, còn rất mới, kinh keng luôn. Tim cảm biến này, rất nhạy, rất ok. Cái tim cảm biến này nó sẽ cảm biến đáy nồi, khi nồi nóng là nó sẽ tự động tắt bếp, khóa ga. Đấy, nóng vượt trên 200 độ C đấy các bác, nên các bác kho cá, kho thịt nó sẽ thể hiện rất rõ nhá. Kim sứ kim đồng rất ok rồi, hỏng điếu đốt là còn rất chi là đẹp. Để bác mua bếp thì liên hệ vào Zalo với em nhé, em giảm giá cực sốc cực sâu luôn với chiếc bếp này nhé. Các bác muốn biết về giá cụ thể thì kết bạn Zalo với em sẽ báo giá dọi chi tiết, tư vấn thêm và cho các bác xem cấu hình của bếp, ảnh của bếp để các bác nắm rõ được nhé. Đồng thời là test bếp trên video quay trực tiếp trên Zalo luôn cho các bác. Hai đồng hồ này, đồng hồ lò nướng cũng như đồng hồ bếp trái này. Hẹn giờ hai bếp, cái chất lượng bo viền inox, mặt của nó là mặt kính nhá, mặt kính màu xanh nhạt, màu sáng luôn nhá, bếp màu sáng. Tem của nó đây, dòng con này là dòng giờ tê. Tem của nó là đời 2015 nhé, rất ok đấy, không sâu lắm đâu. Thông thường những bếp kính của Zinna kiểu dáng như thế này là đời nó rất sâu, tuy nhiên về chất lượng bếp thì miễn chê ok nha các bác. Các bác yên tâm, không phải bàn cãi về chất lượng của bếp này. Và khi các bác mua hàng bên em về dòng bếp ga, bên em có bảo hành 1 năm nhé. Còn về kỹ thuật thì hỗ trợ các bác trong quá trình dùng hàng bên em. Và khi các bác mua các phụ kiện, các bác cũng sẽ được ưu tiên là mua các phụ kiện của bên em về bếp nhé. Còn lại nếu như khách hàng mới là bên em không bán nhé. Nghĩa là khách hàng đã mua bếp thì bên em sẽ bán kèm phụ kiện. Hoặc khi các bác thay phụ kiện bên em sẽ bán nhé. Thành bách. Một chiếc Zinna thứ hai. Đó là một chiếc Zinna mặt kính. Mặt của nó là màu đen. Đang còn là chấm kim tuyến nhá, màu đen chấm kim tuyến. Kiềng của nó là kiềng thép phủ men màu đen luôn. Bát lửa là bát nhôm rồi. Bát lửa của nó là bát đông. Nắp chắn dầu của nó là inox. Hỏng điếu đốt ok, tim cảm biến hoạt động cực kỳ nhạy luôn. Video này thì em chỉ dọi hình ảnh của bếp, soi bếp cho các bác thấy. Và em cam kết là bếp hoạt động rất chi là ok nhá. Trái như phải thôi, bắt đồng này, vàng ống luôn, kiềng này, phủ men màu đen nhá, nắp khói này, phủ men màu đen luôn, và một chiếc Zinna full chức năng, hai đồng hồ, hai tầng lửa này, đấy, các bác nhìn thấy là cái con bếp này trong khoang nướng mà nó có cái tầng này nó trồi ra này là một tầng thứ hai nhá, còn tầng đầu tiên bao giờ cũng nằm ở trên nóc của khoang nướng, nóc
góc trần của khoảng nướng đó, phím nhấn các bạn, phím nhấn. Còn này là RTS66 nhá, RTS66 nhá. Tem nguyên zin của nó này. Giá thành hôm nay hai bếp em giảm cực sâu nhá. Các bác thấy được video này thì vào Zalo với em nhá. Vào Zalo với em là 0912 746 836, em sẽ chi tiết cho các bác về bếp cũng như báo giá cụ thể luôn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.